Bạn trai nắm quyền quản lý Facebook của nam em liên tục có chia sẻ lạ khi người yêu đang nằm viện. Tài khoản mạng xã hội của nam em đang được đăng bài bởi bạn trai kiêm quản lý. Trước đó, chị gái lên tiếng về việc nam em đang bị thao túng tâm lý, kiểm soát gắt gao. Từ tối ngày 28 tháng 2, những bài đăng trên tài khoản Facebook của nam em đều được đăng tải bởi bạn trai kiêm quản lý tên Bùi Hữu Cường. Và việc cập nhật thông tin về buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh, người này chia sẻ loạt ảnh cũ của nam em kèm dòng trạng thái: anh mong là thế giới này sẽ đối xử nhẹ nhàng với em hơn, còn những gì khổ đau hãy để cho anh. Nhiều người thắc mắc vì sao nam em để bạn trai chiếm dụng luôn tài khoản Facebook, liệu chuyện gì đang xảy ra với cô. Vào sáng ngày 29 tháng 2, chị gái của nam em là Nam Anh lên tiếng tố Bùi Hữu Cường đang thao túng tâm lý em gái, kiểm soát hết các mối quan hệ xung quanh. Nam Anh cầu cứu để mọi người hãy cứu gia đình mình trước sự việc hiện tại. Bây giờ, Bùi Hữu Cường cô lập hết tất cả các mối quan hệ xung quanh nam em. Giờ cả em tôi cũng nghĩ không ai thương bả hơn ông Cường. Xin cứu cái gia đình tôi, sao mà có thể nghĩ cái gì cũng xấu xa vậy? Nam Anh chia sẻ. Trong khi đó, hiện tại nam em vẫn đang nằm điều trị vì vấn đề sức khỏe. Cô nhập viện từ sáng ngày 28 tháng 2 khi đang trên đường đến Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh làm việc theo giấy mời. Theo chia sẻ từ bạn trai, nam em gặp chứng rối loạn lo âu, căng thẳng và cần thời gian để bình tâm, ổn định lại. Thời gian gần đây, nam em gây chú ý khi liên tục livestream trên mạng xã hội và có những phát ngôn lùm xùm. Cô khui lại chuyện tình ồn ào với một nam danh hài và cho rằng bản thân bị phụ tình vì quá tin tưởng người đàn ông này. Nam em cũng ẩn ý nhắc tên nhiều nghệ sĩ trong showbiz Việt với lý do không mấy tích cực. Nhiều người cho rằng nam em có thể đang gặp bất ổn về tâm lý, không kiểm soát được hành vi và lời nói của mình. Từ một mỹ nhân sở hữu nhan sắc vạn người mê, đắt sâu trong giới giải trí, hình ảnh của nam em hiện tại đang xuống cấp trầm trọng trong mắt công chúng.